Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với kèo đi chợ cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. 200 tỷ là số tiền mà tôi sẽ phải phá sạch ở đội hình còn mỗi một cái nịt này. Bác chủ thì bác ý cũng có một cái yêu cầu nho nhỏ xinh xinh là anh mua cho em một con Mesut Ozil là nhạc trưởng. Đúng là một fan cứng của Ozil đây rồi. Đầu tiên là chúng ta sẽ đáp team Arsenal, World Cup 5 và Mesut Ozil là lựa chọn ở đội hình này làm nhạc trưởng. Với Ozil bây giờ thì mùa to nhất là mùa BVKC. Con này mà mua được thì cũng ok phết đấy nhờ. Hoặc là VTA cộng 8 này cũng được này. VTA 8 cũng là một option hay. Có vẻ VTA 8 đẹp hơn, chỉ thua tí chân thôi, nhưng mà cân nặng tốt hơn, cánh truyền bóng đầy đủ. Mút nhá, VTA 8 này 46 tỷ hợp lý với một nhạc trưởng, tôi nghĩ là đầu tư nó không bao giờ là tiếc cả. Rồi đầu tàu sẽ là Mesut Ozil của mùa VTA cộng 8. Ok chưa ạ? Rồi bây giờ sẽ đến với những lựa chọn ở hàng công. Thôi hàng thủ trước đi, vít tí hàng thủ cho nó chắc cái bài gái. Cái hàng thủ này nhìn nó ẩu ẩu quá nhờ anh em nhờ, những hàng thủ này nhìn ẩu quá nhờ. Không thấy một cái lựa chọn nào đủ ổn áp cả. Son à, Son với Saliba. Saliba đắt thế nhờ. Thực ra nếu như mà trung vệ thì ra có con Son này, nhưng mà con Son đắt thế nhờ, mấy chục liền. Hay là Son này Son 6 nhờ, Son 6 đéo được không? Lấy con Son này mua được không? Son cắp này đéo mua được nhờ. Không lấy Saliba thôi vậy. Saliba mà nghe cũng chua nhờ. Saliba chục tỷ thôi. Lấy mút con này nhá. Mút con này 6 đi vậy nhá. 11 tỷ. Son 6 thì đôn giá cao nhờ. Son cáp này mua được thì ok quá. Mong là mua được nhưng mà thôi, không thì thôi. Hay lấy Kolasinac nhờ. Kolasinac mét 83, chạy khá là lét. Rồi, tôi cứ mút tạm em Vieira nha. Vieira chắc chắn tôi phải lấy rồi, nhưng mà tôi xem là Vieira trong cái tầm tiền này thì nó sẽ mua được Vieira mùa nào. Vieira cáp khó mua đấy các bạn. À, mua được đấy. Mua Vieira cap ngon luôn nhá. Bây giờ như cái tính thanh khoản nó khá cao rồi đấy. Có 5 giao dịch trong tầm thời gian này tôi nghĩ là mút được. Còn nếu không thì anh em có thể đẩy Vieira EBS hoặc là Legendary. Legendary cũng là khá ảo. EBS thì chắc là dễ mua nhất. Thôi nhá, tạm như vậy. Cố săn mấy con cap này cho nó rẻ tiền. Rồi, nói chung là cặp trung vệ tôi nghĩ là ổn với đội hình này đấy. Có thể dư một con thì đẩy Vieira lên. Tiền vệ đi anh em ơi. Tiền vệ đội hình này nè. Cái trục giữa thì có Perty. Perty có mua được mùa này à? Perty xem có những cái mùa nào nhá. Perty đang có úp rẻ nhưng mà hơi ảo ấy nhá. Cố săn thì chắc có thể được nhưng khó. Có Legendary đang thanh khoản được rồi này. Nghĩa là mua Legendary đi. Sao mùa này đéo có sút xa nhở anh em nhở? Sao thành truyền dài xoạc bóng nhở? Thì xuân ngu đần thật đấy. Perty mà không sút xa nghe vẻ như kiểu bụt mẹ đi sao á. Thôi vẫn sút được anh ạ. Hay lên MC nhở? Hay có MC8 nhở? MC8 cũng đéo được không ạ? MC8 đắt quá. Hay có Perty nhở? 35 tỷ mùa này vừa miếng hơn đấy, giảm được lương mà lại có cả sút xa, giảm được tận 5 lương cơ mà. Chúng ta sẽ có một đội hình nó đều tăm tắp luôn đấy. Thử nhá, Perty mùa này là có ok mà, Perty LH được mà. Rồi đưa lên hàng công tí đi, hàng công vẫn còn 100 tỷ là vẫn đủ lực để anh em mình có thể bày vẽ với những option ngon. Rồi hàng công nào, Ozil nhạc trưởng chắc là chỉ tôi mua một con tiền đạo nữa mà thôi anh em ạ. Một là Henry, hoặc là Henry đẩy ra cánh được. Cơ ở Suker thì ảo giá quá nhờ. Thực ra mà Henry mà mua được mùa cái BVKC này là tôi mua ngay đấy nhá, nhưng mà khó quá. Chắc chỉ có mỗi Henry mùa này là vừa mồm nhất rồi, vừa miệng nhất. 25 tỷ 9 nhá. Saka mùa mới này đá được không nhở? Chắc là tôi lấy con Sergi Gnabry đá cho khỏe. Sergi Gnabry nó sút tốt không ạ? Được sút này, dứt điểm đều 110x hết. Nó sẽ cháy hơn. Sergi Gnabry có ở cái mùa 21U. Tôi nghĩ là lấy Sergi Gnabry là ok hơn anh ạ. Một cánh lấy Sergi Gnabry là đẹp. Có mùa này này nhưng mà mùa này ảo quá rồi các bạn ạ. Thì cái form tiền hôm nay tôi nghĩ là chỉ lấy được mùa này là đẹp nhất thôi. Nhá. Sergi Gnabry, Thierry và một lựa chọn nữa. Aubameyang á? Giroud, Totti cơ. Dennis à? Sao không có Dennis đây nhỉ? Đắt quá, để đi đắt quá. Mùa này thì là ảo. Sergi Gnabry World Cup ngon hơn ạ? Xem có. À đây. Mùa này ngon đấy. Nhưng mà chênh nhau nhiều tiền quá, chênh nhau hơn 20. Tại vì tôi đang chưa tìm được con nào Auba. Hay lấy thêm con Auba cap nhỉ? Auba cap chạy cánh thì cũng được. Nói chung để chạy cánh Auba vẫn là ok mà. Thế là bộ tứ nguyên tử đang hòm hòm là như này các bạn nhé. Auba cánh trái, Sergi Gnabry cánh phải, Henry là đầu tàu. Hòm hòm rồi đấy. Vieira tôi sợ khó mua. Con Son này cũng khó mua này. Nếu như đẩy Vieira về đá trung vệ với Son, Saliba. Tạm thời là như vậy nhé. Con thủ môn đã nhé. Nếu như mà thủ môn thì chắc là có check với cả Sergi là đẹp nhất rồi. Chắc là em là con EBS thôi là được rồi.
Martinez cũng được. Martinez cũng không có ném, à có ném xa. Bắt mẹ check đi các bạn ạ. Bắt check được ấy. Giá này nó vừa miếng này. 2 tỷ thôi nhá. Nó thủ môn 2 tỷ thôi, không cần nhiều tiền đâu. Rồi bắt đầu thử cân lương thử các bạn nhé. Ở đây tạm thời là Henry thôi. Sang đi Gabri. Bên này là Alba. Mấy con hàng công này chạy khét đấy nhá. Chạy khét mù luôn ạ. Tốc độ toàn 126, 127 của Tinkler luôn ạ. Ozil nhạc trưởng chắc chắn rồi. Thực sự là thích luôn. Thì đây, cái chất riêng là Ozil. Ở đây tôi mong là có lấy con Vieira. Saliba nhá. Saliba có mùa LOL đấy. Mua cậu này cộng 6 đấy. Nhưng mà chắc là chỉ mua cộng 5 thôi. Bên cạnh là Son đấy. Nếu mà dư tiền làm con Son FA này được không nhỉ? Tôi xem lại là tôi điều chỉnh cái nào. Son này bỏ này. Saliba bóp về 5 thôi. Nhá. Em là con Saliba 3 thôi. Nó dễ mua. Thì anh em có tiền mua con Son. Son FA cũng là trái phố. Đấy. 38 tỷ. Thì trên này anh em vẫn săn Vieira cho tôi. Vieira Cap. Sẽ đá bên cạnh là Perti. Cái này Perti tôi đang mua LH nhé. Còn nếu như anh em muốn đổi thì có thể là đổi cũng được. Cái này cộng 8, có sút xa cũng được. Check. Peter check EBS thôi, không cần nhiều tiền lắm. Ồ, tính ra lương vẫn thoải mái nhờ. Nếu như mà con lưng con Perti vào đây là đội hình anh em mình không cần phải bóp mấy đâu. Không cần phải bóp mấy đâu. Ví dụ lương tầm 21 quay đầu nhá. Chân trái này. Anh em mình đỡ phải cân lương mấy. Asnico, Zinchen mõm này. Anisco chạy hay đấy các bạn. Anisco có mang tốc độ 3 tỷ này. Tôi tạo ở đây nhá, Anisco nhá. Một cái còn lại lương 21 cơ à. Có vẻ nghe khét đấy nhở. Lương 21 quay đầu. Tôi xem con Saka nhá. À có Saka này. Saka là CDM mùa này cũng được. Sút khét bù luôn. Nhưng tôi tặng nghĩ là như vậy. Saka có thể mua sự bị sao cũng được. Saka cũng được. Nhưng tùy anh em thích con vị. Tại vì hai con CDM đều đá chân trái. Nguyên liệu anh em có đá hợp không. Tôi đang hơi lo vì điều đó. Thế bây giờ mua con hậu vệ phải lương 21 nữa là xong mà. Cedric. Cedric hợp lý này. EBS lương cao luôn nhá. Đấy. Đội hình này đều luôn đéo mà anh em sợ khoét cánh khoét kiếc gì cả các bạn ạ. Được chưa ạ? Không có một điểm yếu ở đội hình này. Tất cả đều bơ phạch. Dư mấy tỷ nhỉ? Dư 8 tỷ. 8 tỷ thì nếu như là Perti mà lâng lên mua lần mùa Legendary này nhá. Này. Nếu như anh em thích thì có thể đổi Perti cũng được. Cũng giá ngang ngang nhau các bạn ạ. Hai con ngang ngang giá nhau. Nhá. Thì giảm con này thành con Tommy cũng được. Tommy ra sơ. Có một quân cúp chắc là bú được nhá. Ok phết đấy nhờ. Anh em nhờ. Cũng giá man đấy. Mẹ Tommy xưa đắt thế. 2 tỷ mà đéo có hàng luôn kìa. Nói chung còn vài cái option nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là tạm tạm như vậy thôi. Lương 16. Cứ lương 16 anh em mua mấy con nữa mà để dự phòng là được. Hàng dễ về như kiểu Madden 9 1m77 mà tốc độ này. Có Benarin này tôi nghĩ là về dễ này. Đó, Benarin chạy cánh được rồi mà. Tốc 106. Zinchen mõm. Thì thôi tôi tạm tạm đấy thôi. Tôi nghĩ là bác chủ nhét thêm một con gì trên mõm vào cũng được. Barden 9 tôi nghĩ là ổn nhất. Thì hòm hòm thôi anh em ơi. Tôi nghĩ là tạm ổn rồi. Còn 4 tỷ 3 này anh em mình sẽ mặc cả thêm nhá. Thì hôm tới về đủ tôi sẽ lên sóng cho bác chủ đội hình này nhá. 2000 years later. Rồi, chúng ta sẽ đến với một đội hình của Arsenal cực kỳ đẹp với 200 tỷ mà chúng ta đã xuống tiền vào ngày hôm qua. Khi hoàn thiện đội hình này, thành quả đã cực kỳ tuyệt vời. Mesut Ozil với mùa Vieira cộng 8 sẽ là nhạc trưởng của đội hình này để hỗ trợ cho bộ ba cực kỳ tốc độ Henry EBS, Xavi Gnabry LOL và Aubameyang của mùa CAP. Tôi điểm qua về tốc độ của Henry 128 và 128. Xavi Gnabry chạy cũng mông má 124, 124 và cánh còn lại là Aubameyang chạy 127. Bộ ba, bộ đình ba này cũng gọi là khét tiếng đấy. Ozil thì các kỹ năng về truyền trọt thì hết rồi, hết ý luôn ạ. Sút xoáy, thánh truyền bóng qua người tinh tế kiến tạo. Chỉ số truyền đâu, truyền ngắn có 135 thôi. Truyền phát là đến chân đối mặt luôn, không phải nói nhiều. Dây bóng khéo léo cũng rất tuyệt vời. Với sút xoáy đi kèm và những kỹ năng về sút xa cũng khá cao thì hoàn toàn là Ozil có thể đặt lòng được các bạn ạ. Rồi đội trụ thì chúng ta sẽ có là Perti của mùa Legendary, bên cạnh là Patrick Vieira của mùa BVKC5. Bác chủ săn được con này nghe cũng ác phết. Trung vệ sẽ là Saliba, bên cạnh là Son của mùa FA. Thủ thành Peter Cech, cánh trái mình sẽ có Zinchenko và cánh phải sẽ là Bernardin. Và anh em có thể dùng Anico cũng được nhá. Nói chung là tương đối đẹp dành cho đội hình này. Ở dự bị chúng ta sẽ có là Ekietia và Saka. Cùng với đó có cả là Kolasinac ở hoàng thủ nữa. Tính ra là ổn đấy. Tôi nghĩ là đội hình này mỗi tuyến một con dự bị là đẹp rồi. Ở dự bị thì còn 2 tỷ không biết mua gì thì thôi kệ để đấy nhá. To to để anh em múc thêm sau. Rồi chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của pháo thủ 200 tỷ cực kỳ đẹp trai.
với nhạc trưởng Ozin VTA cộng 8 này. Thua đi chợ luôn. Hứa với anh em, thua đi chợ. Chọc này, nhìn cái đường. Ozin truyền thì mượt lắm đấy. Xong rồi đấy. Xác cái áp đi. Quả đấy mà dí tên tí vòng cấm nhỉ. Ai ơi. Khó tin thật. Và đó là Henry. Bàn thắng cuối hiệp 1 này. Khỏe vậy nhỉ. Ozi nó truyền kìa. Mượt thật. Của các bạn ơi. Bùm bùm bùm. Ai lấp chấp một quả rưỡi. Lên thuyền cùng ai lấp. 30 trang. Sợ ai đâu, sợ ai ở thời điểm này. Đấy tự nhiên gãi mũi. Gãi mũi cái ghi bàn luôn này. Thằng chó ạ. Đít. Mà 3-1 đẹp đấy, 3-1 đẹp. Tỷ số đẹp là 3-1 anh ạ, tỷ số đẹp là 3-1. Tỷ số mẹ số đẹp là 3-1 mà anh em. Tí gãi mông là 2 đều anh em không có nhá. Bây giờ không có gãi cái gì cả, tập trung. Tôi muốn thấy Ozin cứa phát anh ạ. Bàn đầu tiên. Henry sút cũng khét đấy nhờ. Khét khét khét. Cái gì mà 52% đối vậy. Quay xe đi nhanh nó còn kịp. Kaka và Ru hộ vào. Nó va quả kinh nhờ. Tôn đấm nó chết. Đi đâu. Ozin nó chọc thì cứ đối mặt thôi. Dễ dàng nhân kẹo. Và đó là Aubameyang. Ôi bên kia, chọc bên kia đẹp hơn kìa. Bên kia đẹp thế, sang cái Abri. À. Đây chéo là ăn rồi mà. Đôi khi nhiều khi tôi cũng hơi lỗi. Anh em nào mà còn vẫn theo được ông đối ở trận này ấy, tôi đến xin các bạn luôn đấy. Không thể tin nổi anh em. Sẽ sút lọt mẹ cả lưới này. Ôi. Đen, đen rồi, đỏ quên đi. Nhẹ thế nhở. Cảm ơn em dai rất nhiều nha Xuân Tân nha. Henry, màn thứ tư rồi. Màn thứ tư mà. Hay nhờ Vieira kìa. Vieira ốp từ phía sau. Khét. Mê sút. Ơ à. Ô anh đá Legendary anh thấy được. Anh chưa trách qua một Real Madrid. Chờ hết mà. Ờ rồi. Một chai Sting thua luôn một bàn à. Bàn đầu này, bàn đầu này. Bàn đầu. Marini một pha quẩy là quá kìa. Xong rồi đấy. Bàn đầu.
Bàn đầu. Nghe cũng mạo hiểm lắm. Đây rồi. Đây rồi. À. Đúng cái kịch bản rồi mà, đúng cái kịch bản. Một đường truyền cho Sergio Abri. Thằng nào đuổi hộ tao vào ấy, thằng nào đuổi Sergio Abri hộ tao vào ấy. Đúng cái lon bổ húc. Trận này hoàn tắt luôn. Kèo tài cũng chuẩn bị xong luôn rồi mà anh em, xong luôn kèo tài luôn đây này. Ơ à! Đạn khá chỉ ấy nha. Đó là lý do mà bác chủ lựa chọn Ozin ở vị trí nhạc trưởng.